Trong thời kỳ phong kiến thì quan niệm trọng nam khinh nữ dường như đã ăn sâu vào ý thức của người dân Trung Quốc. Bởi vậy thì các đấng mày râu trước đây được hưởng nhiều đặc quyền ngoại xã hội và trong cả gia đình nữa. Còn người phụ nữ thường bị lép vế và bị coi thường. Tuy nhiên thực tế lại cho thấy, trong lịch sử phong kiến của Trung Quốc từng chứng kiến không ít hoàng đế và vị tướng quốc rất sợ vợ, thậm chí là sợ sệt một cách mù quáng tới mức đầy nực cười. Họ là những ai? Anh em có tò mò không nào? Hãy cùng Taga đến với 5 vị vua tể tướng nổi tiếng là sợ vợ. Ở vị trí thứ 5 thì đó chính là Văn Đế Dương Kiên. Văn Đế Dương Kiên là có công thống nhất thiên hạ, lập ra nhà Tùy. Văn Đế được văn võ bá quan và ban dân nhân hạ rất là kính nể. Nhưng ông lại là người rất sợ vợ và bị vợ quản cực kỳ chặt. Bà này thì vốn là con gái thứ 7 trong gia đình Độc Cô Tín. Khi mà lấy Dương Kiên, bà đã cùng chồng 3 chim bay nổi trong chiến trận và là cánh tay đắc lực giúp ông trong việc vạch định nhiều kế sách trị nước. Bởi vậy thì bà được Văn Đế rất kính trọng. Khi mà công thành danh toại, bà là hoàng hậu quản lý hậu cung rất là nghiêm ngặt, nhất là về những quan hệ nam nữ và tình trạng năm thê bảy thiếp. Bà thì không cho phép chồng con trăng hoa gió nguyệt. Bởi vậy, sử sách Trung Quốc coi bà là người đi tiên phong thực hiện chính sách một vợ một chồng. Văn Đế đã bí mật tuyển 2 người tỳ thiếp là cung nữ rất là xinh đẹp để hầu hạ mình, nhưng mà lại giấu nhẹm vợ nhá. Sau khi phát giác ra, từ lúc chồng lên ngự triều, bà đã cùng quân cấm vệ hãm hại cả 2 người tỳ thiếp kia cho tới tận khi mà chết. Vua thì vô cùng là phẫn nộ, nhưng mà lại không dám xử phạt hoàng hậu. Ông liền bỏ cung điện ra đi, làm quân thần văn võ bá quan rất là lo sợ và phải tìm cách khuyên răn nhà vua trở về. Đây thì thật sự là cái phong cách mà vợ đánh vợ đuổi xong rồi dỗi bỏ nhà ra đi đấy. Nhưng mà bởi vì đây là một vị vua mà, nên ở dưới thì còn rất nhiều những quân thần nữa, nên là cho dù là ông muốn dỗi và ông bỏ nhà ra đi như những người chồng bị áp bức quá khác thì cũng không thể nào mà được, đúng không nào? Khi mà hoàng hậu qua đời chưa sanh cỏ, Văn Đế đã cho tuyển mỹ nữ làm thế thiếp và lao vào cuộc sống đam mê tửu sắc. Cuối cùng thì bị chết bởi tửu sắc quá độ. Trước khi mà nhắm mắt, Văn Đế còn than thở rằng: nếu mà hoàng hậu còn sống thì ta không đến nông nỗi này. Đấy, cái này người ta gọi là trẻ không chơi già đổ đốn. Sau bao nhiêu năm tháng bị đàn áp bởi người vợ thì cuối cùng thì khi mà vợ chết thì ông vua này đã ăn chơi quá mức và cuối cùng chết vì cái sự dâm dục và sự phóng túng của bản thân mình. Lại nói với sự khắt khe của bà hoàng, thái tử Dương Dũng vì có nhiều tỳ thiếp nên đã bị bà phế truất. Hoàng tử Dương Quảng cũng háo sắc nhưng bề ngoài thì giả bộ nghiêm chỉnh nên được bà cho lập làm thái tử. Sau khi mà lên ngôi, Dương Quảng đã bộc lộ rõ bản chất xa đọa, đam mê tửu sắc và rốt cuộc đã hủy hoại nhà Tùy. Bốn, tể tướng Phong Huyền Linh. Phong Huyền Linh thì đường đường chính chính là tể tướng đứng đầu các quan và được Đường Thái Tông, Lý Thế Dân cũng như các quan trong triều rất kính nể trọng vọng. Nhưng ông cũng lại là người vô cùng sợ vợ. Một hôm sau khi bãi triều, văn võ bá quan đều ra về, duy nhất chỉ có Phong Huyền Linh vẫn đứng tại chỗ và không dám ra về. Đường Thái Tông thì thấy làm lạ, cho rằng tể tướng có điều gì muốn tâu vua nên mới hỏi: khanh còn có gì tấu chậm hay sao? Phong Huyền Linh thì quỳ xuống tâu rằng mình đã bị vợ đuổi ra khỏi nhà và không cho về nữa. Phong Huyền Linh khẩn khoản: mong bệ hạ là hạ lệnh cho vợ thần phải để tể tướng ngồi ra. Lý Thế Dân thì trố mắt kinh ngạc và bật cười. Không ngờ là một tể tướng thông minh xuất chúng, học rộng tài cao, được mọi người ví như là gia cát lượng của nhà Đường, lại thảm tới nông nỗi thế này. Cuối cùng là ông đành phải ra lệnh cho bà vợ kia để Phong Huyền Linh được trở về nhà. Sau đó, Lý Thế Dân ban cho Phong Huyền Linh 2 người thiếp, nhưng mà vị tể tướng lại không dám nhận. Vua bèn sai hoàng hậu tới tâm sự để thuyết phục, nhưng vợ Phong Huyền Linh cũng không hề chịu. Vua thì bèn ban lệnh, nếu mà không để Phong Huyền Linh nạp tiếp thì bà vợ phải uống thuốc độc tự sát. Ai ngờ nhá, bà này ung dung cầm chai thuốc độc để uống, nhưng khẳng định thà chết chứ không chịu để chồng nạp thiếp. Sở dĩ mà Phong Huyền Linh sợ vợ như vậy bởi vì thủ Hàn Vi, ông là một người nghèo khổ, nhưng mà nhờ vợ tận tâm cứu vớt, vun vén gia đình để ông chuyên tâm việc học mới đạt được công danh như ngày nay. Trong một lần mà bệnh nặng, Phong Huyền Linh đã nói vợ rằng: tôi không qua đâu, mình còn trẻ, vì vậy phải đi bước nữa. Nhưng bà vợ thì đã kiên quyết từ chối, thậm chí đã lấy chiếc dùi đâm vào mắt để chứng tỏ lòng thủy chung của mình với chồng. Từ đó thì Phong Huyền Linh rất nể và sợ vợ. Sau này khi mà công thành danh toại, ông vẫn không dám làm tổn thương tới tình cảm trước đây của cả hai người.
Ở vị trí thứ 3 thì đó chính là đường trung tông Lý Hiển. Ông hoàng này đã được sử sách Trung Quốc ghi nhận là người sợ vợ một cách mù quáng, tới mức là chính bản thân quân ông sau này đã bị vợ ám hại. Khi mà mời lên ngôi, Lý Hiển từng nói sẽ phong cho nhạc phụ của mình làm tể tướng, thậm chí là có thể nhường ngôi nhạc phụ là Vi Huyền Trinh. Quần thần và văn võ bá quan phản đối và tấu lên Thái hậu Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên thì nổi giận liền phế truất và đưa tới Hồ Bắc làm Lô Lăng Vương. Nhưng thực ra đây là lưu đày Lý Hiển biệt xứ. Trong 15 năm bị lưu đày tại đây, Lý Hiển sống những ngày nơm nớp lo sợ vì sợ rằng Võ Tắc Thiên nổi giận có thể giết chết mình bất kỳ lúc nào. Trong những năm tháng gian khổ ấy, người an ủi và cũng là chỗ dựa tinh thần duy nhất của Lý Hiển là người vợ Vi Hậu. Lý Hiển đã thề thốt với Vi Hậu, nếu như mà được phục vị, ông sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho bà và làm tất cả những gì Vi Hậu muốn. Quả nhiên là sau này, Lý Hiển được phục vị lên ngôi hoàng đế. Ông thì cũng đã giữ đúng lời hứa của mình. Nhưng mà sau khi được hưởng trọn vinh hoa phú quý, Vi Hậu thì trở nên ngang tàng sa đọa, ngang nhiên tư thông với 3 người ở trong hậu cung. Tuy là biết chuyện, nhưng Lý Hiển vẫn bỏ qua, thậm chí còn trừng phạt những ai dâng tấu, tố cáo hành vi ngang tàng của hoàng hậu. Chưa hết, Vi Hậu muốn làm hoàng đế như Võ Tắc Thiên và muốn con gái được làm hoàng thái nữ, nên đã dùng thuốc độc để hãm hại Lý Hiển. Lý Hiển thì vốn là vua bất tài lại sợ vợ tới mức mù quáng nên đã làm sụp đổ triều đình Đại Chu do Võ Tắc Thiên phải đổ 3 mồ hôi xương máu để gây dựng. Hai, Minh Hiền Tông Chu Kiến Thâm. Chu Kiến Thâm thì được lập làm thái tử lúc còn nhỏ nhưng bị người chú và quan thần nhiều lần phế truất. Bởi vậy thì Chu Kiến Thâm sợ hãi, không dám tiếp xúc với mọi người, cam tâm sống một cuộc sống rất là buồn tẻ vì luôn luôn lo sợ bị ám hại. Trong thời gian này thì chỉ có cung nữ là Vạn Trinh Nhi, lớn hơn Chu Kiến Thâm 17 tuổi, luôn ở bên cạnh chăm sóc và an ủi. Khi mà Chu Kiến Thâm mới sinh, cung nữ Vạn Trinh Nhi đã được cử tới để chăm sóc. Sử sách thì chép rằng Vạn Trinh Nhi giữ một vai trò rất phức tạp với Chu Kiến Thâm. Bà ta vừa là chị, vừa là mẹ, vừa là bạn, là nô tỳ, cũng là người tình của ông nữa. Sau khi mà lên ngôi, Minh Hiền Tông Chu Kiến Thâm đã tìm cách đền ơn báo đáp Vạn Trinh Nhi. Do tuổi tác của Vạn Trinh Nhi quá là cao nên không thể lập vị hoàng hậu, Chu Kiến Thâm thì đã phong bà ta là Hoàng Quý Phi. Dù đã lớn tuổi rồi nhưng Vạn Trinh Nhi vẫn được vua hết mực yêu chiều. Sự sùng ái thái quá ấy khiến hoàng hậu cũng phải nổi máu hoạn thư, thậm chí là có ý định hãm hại Vạn Trinh Nhi. Khi mà Vạn Trinh Nhi 37 tuổi đã sinh hạ cho Chu Kiến Thâm một hoàng tử, nhưng chỉ sau một năm thì đã chết yểu. Lúc này Vạn Trinh Nhi không khả năng sinh con nữa, vì vậy bà đã hãm hại tất cả tỳ thiếp cung nữ nào có thai với vua cũng như những đứa trẻ mới sinh ra. Người ta còn truyền lại đến tận đời này rằng cung nữ họ Kỷ ngay sau khi sinh hạ cho vua một hoàng tử liền bị Vạn Trinh Nhi hãm hại. Còn đứa con thì may nhờ quan trong triều và hoàng thái hậu bảo vệ nghiêm ngặt nên mới sống sót được. Và vị trí đầu tiên trong video ngày hôm nay thì đó chính là đại tướng Thích Kế Quang. Thích Kế Quang thì là một vị tướng tiếng tăm lẫy lừng trên chiến trận vì nhiều lần đánh thắng quân Nhật. Nhưng về nhà, ông lại là một người cực kỳ sợ vợ. Một lần thì do bị vợ mắng nhiếc, ông bực tức bỏ nhà tới ở trong quân danh. Thấy vậy tướng sĩ đều cảm thấy bực thay cho ông. Họ thấy ông đương đương là một võ tướng oai vệ nhưng lại lép vế trước phụ nữ, nên đã bàn mưu tính kế lừa bà tới quân doanh rồi ám sát để ông lấy vợ khác trẻ đẹp hơn. Khi mà đã bày binh bố trận xong rồi, Thích Kế Quang cho người gọi vợ tới. Bà xuất hiện với dáng vẻ oai vệ, khi vào trong cổng đã hô lớn: "Ông vẫn chứng nào tật ấy, gọi ta tới đây làm gì, hãy ra đây ngay." Thích Kế Quang thì hoảng sợ vội vàng đổi giọng: "Tướng sĩ đã hàng ngũ chỉnh tề, mời bà duyệt binh." Sở dĩ mà Thích Kế Quang sợ vợ như vậy vì bà đã từng nữ tướng chỉ huy quân lính và dân chúng đánh thắng quân Nhật vào thời điểm thành bị bao vây. Tuy nhiên bà cũng là người rất độ lượng bao dung. Khi biết chồng năm thê bảy thiếp và có con với người khác, bà đều coi họ là người thân và những đứa trẻ là con của chính mình. Điều này càng khiến Thích Kế Quang tuy sợ vợ nhưng vẫn phải khâm phục, kính nể. Và nói chung là video này đến đây cũng là hết rồi. Sợ vợ thì nó cũng là một cái điều rất là bình thường thôi. Vợ tôi thì cả làng sợ chứ không phải mình tôi sợ. Và các anh em thì nếu mà bạn nào chưa lập gia đình thì có lẽ là như một cái chiếu mới ấy, chưa từng trải. Và khi nào mà bạn cưới vợ, có vợ thì hãy quay lại đây comment cho mọi người cùng biết nhá. Còn về video này thì đến đây là hết mất rồi.
Đừng quên like và share nếu bạn thích. Và nhớ subscribe Taga Channel ngay tự đón xem những video mới nhất của mình nhé. Chân thành cảm ơn anh em.